Cách đây vài năm, có một chú đệ tử gọi tôi 4-5 lần từ nữ ước. Có điều gì rất khác thường, chú luôn luôn muốn gặp được tôi. Chú quy y với tôi từ 13 tuổi. Trước đó, chú trải qua vài trạng thái lạ. Dù đang tuổi còn trẻ, nhưng chú lại bị đau tim. Bác sĩ yêu cầu phải nằm yên 5 năm. Chú không thể ngồi dậy, không thể đi được dù vài bước. Lúc ấy, chú nhận được điện tín của tôi. Trong khi người thân và bạn bè đồng thanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì chú lại gọi tên tôi Nam Mô Pháp Sư Độ Luân. Nam Mô có nghĩa là cung kính đem hết thân mạng nương tựa vào. Chú ngồi niệm trong tư thế hoa sen ở trên giường. Sự thành tâm của chú thật là bất thường đối với một người còn quá nhỏ. Và chú ngồi niệm như thế suốt hơn 70 ngày. Rồi chú thấy tấm hình chuyển sang người thật, đang giang tay xoa đầu chú. Sau đó, bệnh tim và mọi triệu chứng bệnh đều biến mất. Vào lúc đó, chú không hề gặp tôi. Chuyện này nghe như chuyện bịa đặt khó tin, nhưng đó chính là kinh nghiệm của chú. Sau khi được chữa lành bệnh, chú đến chùa tìm gặp tôi. Chú quy y rồi ngồi thiền. Tôi thường ít dạy thiền khi ở Hồng Kông. Nếu có ai muốn tập thiền, họ cứ tự mình tu tập. Chú ấy cũng vậy. Khi đi học ở trường, vào giờ ra chơi, chú lên trên đồi để ngồi thiền, hoặc ngay cả trong phòng tắm, bất kỳ nơi nào thấy thuận tiện. Sau một năm, chú được khai Phật nhãn. Từ đó, chú hiểu rõ thực chất mọi sự việc đang diễn ra rất rõ ràng. Một việc khác xảy ra cũng với chú đệ tử này. Chú vốn rất lùn, có lẽ vì trước đây chú đã bị bệnh, nhưng tiếng Anh của chú rất giỏi. Khi có người Mỹ đến thăm, tôi phải nhờ chú phiên dịch. Dù chú nói tiếng Anh rất lưu loát, nhưng người Mỹ xem thường chú vì thấy chú chỉ là đứa trẻ con. Rồi có hôm tôi nói với chú: "Hãy lớn nhanh lên, chú thấp quá nên ai cũng nghĩ rằng chú chỉ là đứa bé con." Dù chú có thông minh bao nhiêu, họ vẫn không xem trọng chú. Chú rất nghe lời. Chú về nhà và tuần sau bỗng lớn dục lên 3 inch. Bây giờ chú còn cao hơn tôi. Cách đây vài hôm, chú gọi tôi và muốn tôi sang nữ ước. Nhưng vì tôi đang giảng kinh cho quý vị, tôi bảo là không thể đi được, dù chú rất muốn được gặp tôi. Bây giờ tôi đang giảng kinh, tôi trả lời, và tôi không thể bỏ số đông đang nghe kinh chỉ vì một người muốn gặp tôi. Nếu chú thực tâm muốn gặp tôi, hãy sang Cựu Kim Sơn. Chú quyết định sang Cựu Kim Sơn, nhưng thấy không đủ thời gian, nên ngày hôm sau chú gọi điện cho tôi báo tin chú đang lên đường. Nếu không phải vì đang giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, nếu không phải vì Phật Pháp, tôi thật mong muốn gặp chú đệ tử này. Chú đặt nhiều niềm tin ở tôi và khá thâm nhập Phật Pháp. Khi tôi còn ở Hồng Kông, chú thường dịch những bài giảng của tôi sang tiếng Quảng Đông. Chú thật xứng hợp với tôi. Khi tôi vừa nói xong một câu, chú liền nắm lấy và giải thích trọn vẹn ý nghĩa. Có người phản đối rằng: "Thầy trụ trì đâu có nói như vậy, đó là chú ấy thêm thắt vào." Thực sự là tôi đã bảo chú ấy hãy giải thích rộng ý nghĩa. Vì chú đã được khai Phật nhãn, nên chú biết tôi muốn chú phải diễn đạt giáo lý thật chi tiết. Những gì chú nói đều đúng như những gì tôi giảng. Thế nên tôi là chú nhỏ lười biếng và để chú ấy nói thay. Ha ha ha,
问什么的说